Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nỗi bất hạnh của cửa Phật. Tới lúc chết rồi mà vẫn cho là bí mật, bí mật, bí mật. Mật đến chỗ rơi vào địa ngục vẫn còn mật. Tôi vừa nói cho quý vị nghe công án của gốc cây đó, quý vị không tin cũng chẳng sao. Bây giờ chúng ta thảo luận đến vấn đề sau đây tuyệt đối không thể không tin được. Tại sao con người phải học Phật Pháp? Động cơ tối thượng không ngoài ý muốn ly khổ đắc lạc, liễu sinh thoát tử. Song chẳng may nhiều người có chí thoát đường mê nhưng lại đi vào đường mê. Theo Phật giáo, vì muốn thoát luân hồi nhưng bởi chẳng cẩn thận nên rất dễ rớt vào mê hồn trận. Nếu không biết khéo dùng trạch pháp nhãn sáng suốt mà lựa pháp thì dễ bị những thứ tà chi tà kiến làm mê hoặc rồi đi làm những việc không nên làm. Thí dụ như muốn ly khổ đắc lạc, song lỡ sẩy chân rơi vào cửa địa ngục. Lại còn những chuyện tệ hại hơn nữa, tức là trong Phật giáo Mật Tông có kẻ dạy phương pháp gọi là song tu pháp. Họ nói chỉ cần niệm thần chú gì gì đó, trai gái cùng nhau tu pháp hoan hỷ thiền. Còn nói đó là pháp cao nhất, không những thỏa mãn được lòng dâm dục mà còn có thể tức khắc thành Phật. Song thành Phật đâu phải dễ dàng như vậy, nếu không cắt đứt lòng dâm dục mà thành Phật thì rất là vô lý. Trong thiên hạ không có đạo lý nào như vậy cả. Đời nay đa số con người đều tham tu cho mau cho chóng, thích đi đường tắt, thế nghe nói có phương pháp huyền diệu thì liền bị mê hoặc, rồi rớt vào lưới ma, tới lúc chết rồi mà vẫn cho là bí mật, bí mật, bí mật, mật đến chỗ rơi vào địa ngục vẫn còn mật. Ha ha ha,